Hello anh em, Long Cầm. Hôm nay ngày hội quay mod ấy. Thế là mỗi app quay được, quay tổng cộng nó đi 300 coin. À, 200 nữa. À, để quay nữa thì nhỏ đi. Quay mod này thì chuẩn thì cứ tầm 2-3 tuần, có khi 1 tháng. À, cho nên là gần như là mọi người, tất cả mọi người đều tranh thủ trong khoảng thời gian này để quay. Đó. Ai cũng tập trung hết. Hiện tại thì cái ngày hội quay mod này thì tại trong vòng 3 tiếng 3 giờ. Đang giảm. Mà mình quay qua giờ thì mình to hơn, nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ. Coi 50 đó này chị. Tôi nói cái này nó cần tiếp khoảng đồ lâu lắm. Toa lại không cho trong à? Và chỉ cần quay được đến 100 rồi. Tôi qua như này tôi cũng thế, nhưng mà 200 mà như này là thất bại. Toàn ở như này, ở như này.
Guardian. Nancy. Mình đã biết đọc. Thì mình quay 300 thế nào? Bởi vì trước giờ mình quay có một quay quay có 100 thôi. Hay mình kiểu mình cũng muốn là mình cũng muốn làm video để quay nhỉ, để kiểu đó là mấy hôm trước mình không quay thì mình quay, nhưng mình cũng làm video 2 lần trước, đến lần này mình mới xin tài trợ, mình xin tài trợ để mình quay thì làm video để rồi không được quay kiểu à, quay mod như thế nào đang chưa biết, biết nhiều nó không. Lụa luôn này, hình như bị lỗi à, em từ nãy giờ mình bị lỗi à, có được à? Mình cũng chưa biết thế nào, nhưng mà đây cái mình nói đó. Các bác được hay của mình nghe tiếng nhạc xong rồi thì thoải mái. Này lấy 100 này. Cái này mới được có 2 viên ngọc lục này, còn lại toàn si này, đã cũng vứt đi rồi. Mình đã vào hòn đồ, cái hòn đồ của mình thì mình đã dọn hết rồi, cả cái này cũng dọn hết rồi, nó sẽ không liên quan đến nhân vật khác này thôi, chỉ liên quan đến cái nhân vật này. Đại ca, nhị ca, tam ca, liên quan đến những nhân vật khác, nên là không sợ thất thoát cái vấn đề mình tuồn đồ. Đấy. Nói chung là mình cũng phòng tránh cho chính cá nhân mình. Một điều đầu tiên là phòng tránh cho khổ chủ, và cái thứ hai là phòng tránh cho chính cá nhân của mình. Thực ra thì có nhiều cách để chết chậm chứ không không cứ đâu. Khi mà nói chung là đây cái vấn đề là cái vấn đề là nói lên cái vấn đề sự tin tưởng, để nói lên cái vấn đề sự tin tưởng. Chứ còn đã xác định tin nhau thì ta đến với nhau. Đấy, nhưng mà chúng ta đã xác định không tin nhau thì chúng ta không nên không không nên đến với nhau làm gì cho nó nặng đầu. Bởi vì sao? Bởi vì xác định có ai ai nói câu gì mà tin người thì hãy dùng người. À, dùng người thì tin. Tin người thì hãy dùng người, mà không tin thì đừng dùng. Kiểu
Nói đúng, kiểu kiểu như vậy. Thì thực ra có nhiều cách để kiểm tra mà. Mình lấy ví dụ như bây giờ cái ID của mình, cái IP của mình ý. Nếu như mà cảm thấy nghi ngờ mình thì có thể nhờ bên admin ý, check là trong cái quá trình từ từ lúc quay mod đến lúc mình chuyển giao toàn bộ cái số vật phẩm mà quay mod này được bao nhiêu mình chuyển giao lại một cục Rarian, một cái chuyển giao lại thì có thể là nhờ bên admin check cho là trong cái quá trình đó thì toàn bộ năm cái à ba cái ID nó có check cho nhân vật nào khác hay không ấy. Như vậy là check là biết ngay được có gì không, và là chúng ta có tin nhau hay không để làm những cái đấy. Nếu như mà chúng ta đã tin nhau thì định là cần phải không phải như thế. Bởi vì sao, mình thì mình không ngại nhưng có một số người người ta có cái những cái đã bắt đầu sang bây giờ không 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 bung đu cho phát này. Dự kiến nó quay 300 mà. Đến mấy thì phải báo tiếp thôi. Cái này cũng cho được vào luôn. Hai con xong rồi này, bây giờ thứ ba 8K. Con 8K này thì mình cũng dọn đồng đồ thôi. Các bác nhìn mod 1, mod 2, mod 3 nhiều. Mình nói tiếp khi đấy thì mình chả vấn đề gì cả, bởi vì đây là tiền người ta bỏ ra, nó là tiền đấy. Mình thì mình không suy nghĩ đâu, nhưng mà sẽ có khá về người ta sẽ tích cực và tiêu cực. Mình thì mình suy nghĩ tiêu cực và mình suy nghĩ, nhưng mà có nhiều người ta sẽ các cái hướng tiêu cực là làm bạn bè bao nhiêu năm, bao nhiêu hoặc nói chuyện bao nhiêu lâu các thứ, đến bây giờ nó thực sự tưởng kiểu kiểu như vậy, cho nên là tình bạn rạn nứt vỡ tan. Nó mất mất quan, mất thẩm mỹ. Nói chung là dính đến tiền, nói chung là dính đến tiền bạc thì ranh giới mong manh, cái ranh giới mong manh của tình bạn và tình nó khó nói. Nói chung là cứ dính đến tiền là nó rất là khó nói, đâu cũng vậy thôi. Bây giờ mà hỏi được cái ticket nó chưa thì làm sao mà ấy được. Anh không có nhìn, anh cứ quay full xong là anh lại cho thùng đồ, anh cứ quay full V xong anh lại cho thùng đồ xong anh lại quay tiếp, cứ thế chứ anh không có thời anh đâu, em bảo là không không có thời gian để quay, nên anh cũng đâu có chỉ trò gì trò để xem như nào, xem đồ gì đâu. Rồi tài trợ có được ít mười nó không thì chưa nhìn, đâu có nhìn đâu, mình có lên chuột đâu mà. 4 mình bây giờ có ticket mình sẽ dù mình lia qua một chút. 12 cái này là cái năm à?
10 à? Mình đọc là Tikkit thì không biết có đúng hay không. Mình mù tiếng Anh từ nhỏ. Bác thông cảm thì vậy. Đây là cái Tikkit. Vừa rồi mình đi vào cái Tikkit 12. Đây là Tikkit 12. Toàn có cái này cũng 12. Đó, nói chung là quay mod nó cũng chỉ là click chuột thôi. Có những người dùng chuột xịn đi thì nó gọi là cái gì ta, nó gọi là cái gì, nó tự động nó auto chuột luôn, là con chuột nó sẽ tự động nó click, cần phải ấn tay như này thôi. Nếu cần phải ấn tay thôi. Nó sẽ ổn định tay cứ hỏng chuột. Nhưng mà tất nhiên cái gì nó có cái giá của nó, còn chuột nó rất đắt. Rồi, à, vậy là chúng ta đã xong. Đã xong xong đi 200 200 200 là 600 rồi. Trong vòng 18 phút. Toàn Tikkit thì mọi người hay dùng thì đổi đấy mà mình là sẽ đổi hai win 15 để lấy win, con quét hay là cái gọi là gì đấy. Trăm mà một cái đâu không được, một cái người không được cái Radian à, lúc thì được mấy viên học lúc toa thì mình sẽ mình đẩy tiếp và đi 4.500.
cho mình nữa. Toàn rồi, không đăng nhập được. Ngọc ơi! Có ngủ không? Từ lại lỗi như vậy. Thank you.
Tầm 10 phút nữa là anh quay hết toàn bộ nhé. Và vẫn còn slot được tầm một độ mỗi tài khoản được tầm 200 nữa. Xong 3.000 3.000 ạ. Chưa có tích hơi tức là đây là rồng ấy. Hai viên ngọc 3.000.
Được không anh? Rồi này coi như là trăm nữa, trăm. Đầu tiên 100. Đây là 6, đây là 100 cuối cùng. Cộng sẽ là 800, 800. 900. Anh xong hết rồi. Thank you.
ít. Đây là cái video quá trình quay nào thì đấy, quay bót này thôi, hiện là một